Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất nằm cặp view sông, có tổng diện tích là 817 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 877, khoảng là 1 km. Con đường này thì rất là rộng luôn anh chị, khoảng 8 m. Do nhà nước thì chưa có làm nên cỏ mọc rất là nhiều anh chị. Mình di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa ở khu vực này em thấy cũng rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường nhựa Lê Thị Chi là 200 m. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 1 km. Trước phần đất mình có một cái view sông rất là đẹp nha anh chị. Ở sông này thì rộng khoảng 20 m. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp view sông. Ở chiều chiều thì anh chị ra đây mình câu cá để giải trí rất là tuyệt vời luôn nha. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về thửa đất này hơn, để anh chị cô chú mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo cái mặt tiền là 18 m, chiều sâu là 98. Đất mình ở phía sau tết hậu lại còn 5 tấc nha anh chị. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cột bê tông này, mình đo thẳng qua tới cây cột bên kia anh chị là 18 m. Đất thì thấp hơn mặt đường khoảng 1 m rưỡi. Ở đây thì phía trước mình có một con sông, anh chị mình cũng thuận tiện để anh chị mình bơm cát nha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về khoảng 26 km là anh chị tới. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 67 km là anh chị tới nha. Con đường này thì em cũng nghe dân nói anh chị sau này là mở nhựa lên là 5 m luôn nha anh chị. Hiện trạng thì con đường của mình là 8 m, chỉ đổ đá thôi. Do đây thì cỏ mọc rất là nhiều nên ô tô mình di chuyển vào chưa được nha anh chị. Mình cách đường nhựa Lê Thị Chi là 200 m thôi, rất là gần luôn anh chị. Đất mình thì tới ngay chỗ trụ bê tông này là 18 m nha anh chị. Mặt tiền thì rất là rộng luôn.
anh chị có thể mình cất hai căn nhà còn rất là rộng nha anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vùng đất này anh chị có thể mình trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở đất mình thẳng xuống bên dưới chữ V ra nha anh chị. Chút xíu em sẽ di chuyển xuống, em chỉ anh chị xem nha. Anh chị cô chú mình xem hết video để anh chị nắm cụ thể về chi tiết thửa đất này hơn. Ở đất mình thì thấp hơn mặt đường là 1,5 m nha anh chị. Đất mình là không màu mã. Xung quanh thì em có thấy rất là nhiều ngôi mộ nha anh chị. Có sao thì em nói vậy để anh chị cô chú mình nắm thông tin chính xác hơn nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 360 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị mua nha. Ở đây thì chủ đã cắm trụ hết rồi anh chị. Từ ngay chỗ cột bê tông này mình đo qua cột bê tông bên kia đó anh chị là 18 m, chiều sâu là 98. Ở đất của mình thì thẳng xuống bên dưới thì tớp lại và mình bung ra vào phía sau thì tớp hậu lại còn 5 tấc anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị săn lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở đất mình thì xuống dài dài tới bên dưới tớp lại nha anh chị, và tới khu vực đó đó mình nở ra và mình bung xuống bên dưới luôn. Ở đất mình thì sạch sẽ, không màu mã nha anh chị, nhưng hàng xóm thì có màu rất là nhiều. Ở đất mình thì tới cái đoạn này nè là tớp lại nha anh chị, còn khoảng 3,5 m, và tới vị trí đó thì bung ra. Để em di chuyển camera qua, em chỉ cho anh chị xem nha. Phía trước là 18 m anh chị. Mặt tiền thì rất là rộng. Mình tới cái đoạn này nè là tớp hậu lại nha anh chị, còn khoảng 3,5 m, 4 m gì đó anh chị. Ở đất mình thì dài tới chỗ này. Ở đất mình thì bung qua tới cái cọc bên đó đó anh chị. Mình dài xuống bên dưới luôn. Còn lại 5 tấc nha anh chị. Tổng diện tích là 817 m². Đất thì cây lâu năm chưa thổ cư. Anh chị cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình lên thổ cư nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 360 triệu. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi nha. Ở phía sau thì anh chị có thể
về mình mua cây ăn trái, anh chị mình trồng thêm nha. Đó, từ vị trí này nè qua tới cái đoạn này đó, mình bung qua tới cây cọc đó anh chị, và bọc lên. Ở bên đây thì xây tường khoảng 5 mét hết rồi. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Ở đất mình thì đá qua chữ L, bên đây nha anh chị. Ở phía trước là mặt tiền 18 mét anh chị. Ở mình dài xuống đây nè. Ở mình đá qua chữ L qua đây. Và mình bọc xuống thẳng xuống bên dưới nha anh chị, còn lại là 5 tấc. Bên đây thì cũng cắm trụ bê tông hết luôn anh chị, ranh giới thì rất là gọn gàng, anh chị yên tâm nha. Để em lại đây, em chỉ cho anh chị mình nắm lại nha. Đó, từ ngay chỗ cọc bê tông này nè anh chị, mình cắt ngang qua bên đó thì từ cây bức tường á, mình còn khoảng 2 mét nha anh chị. Đó, mình thẳng lên cái cây cọc này và mình dài lên phía trước nha anh chị. Ngay chỗ đường D á, là 8 mét, mặt tiền của mình thì 18 mét nha anh chị. Đó, từ ngay chỗ này thì mình đá qua chữ L cái đoạn này nè. Đó, mình thẳng xuống bên dưới nha anh chị. Để em di chuyển xuống bên dưới anh chị xem luôn. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký nha. Một lượt chia sẻ để bên em có động lực á, để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Đất của mình thì tới ngay chỗ cái đoạn này nè anh chị là hết ranh giới của mình nha. Ở phía sau đất thì còn lại khoảng 5 tấc thôi anh chị. Ở phía sau thì anh chị mình có thể mình mua về, anh chị mình trồng cây ăn trái nè là thích hợp luôn nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hòa Phới, xã Bình Ninh, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 817 m², diện tích ngang là 18 m, dài là 97. Đất của mình là đất cây lâu năm chưa thổ cư nha anh chị. Đất tốt hậu lại chỉ còn 5 tấc thôi. Phía trước thì mình có một cái view sông rất là đẹp luôn nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp với giá là 360 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất, anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên chúng em sẽ dẫn anh chị xem ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.